Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang xin chào anh chị nha Hôm nay em về xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất mà chủ cắt ra bán cho anh chị mình 500m2 nha anh chị Thì 500m2 thì giá chủ hiện tại đang gửi em bán chỉ có 480 triệu à Tức tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha Hướng tên màn hình anh chị đang xem đây là hướng đi thông ra đường nhựa Phản cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới đường nhựa đó đâu đó tầm khoảng chừng 350 m là tới nha anh chị. Ra đó anh chị ghé về một hướng là về quốc lộ 1A, còn một hướng là anh chị ghé về Ủy ban dân xã Tam Hiệp. Về hướng chợ Bưng đồ luôn nha anh chị. Thì khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới ngay chợ Bưng thuộc xã Tam Hiệp thì đâu đó tầm khoảng 1 km là tới à. Và từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới ngay vị trí mà dòng xây của thân của Nghĩa là hướng tên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương anh chị ghé xuống đó, đụng một cái dòng xây đầu tiên nhất á. Là đó là gọi là dòng xây thân của Nghĩa nha anh chị. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới ngay dòng xây đó thì tầm khoảng 2,5 km là tới nha. Và được cái là đường mình, ô tô bảy chỗ anh chị dạy vào tới ngay vị trí em đang đứng đây luôn nè. À ha. Còn từ đây mà ra quốc lộ 1A thì đâu đó cũng tầm khoảng 2 2 km nha anh chị Ở đây thì nhà cửa dân cư người ta cũng rất là đông Điện nước wifi đều có đầy đủ luôn Đó điện ở đây anh chị thấy ha Đây là ngay chỗ một cái vị uh, tí là cái ngã tư luôn Đó ngay đây thì có một cái uh, con gạch luôn Còn cái hướng này nè Hướng này là anh chị cũng đi uh, Đi thông lên đường huyện Lộ luôn nha Đó còn bên đây thì anh chị cũng đi thông mà uh, đường uh, Bên đây là đá xanh Và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay Thì mình đi thẳng vô con đường này luôn nó đường trong đây thì cũng là đường đá xanh Chủ cắt ra bán cho mình chỉ Có 500 mét vuông Mà giá chỉ có 480 triệu nha anh chị Từ ngay vị trí đường ô tô Mà vào tới ngay cái vị trí đất mình Thì đâu đó tầm khoảng 30 m là tới nha Ngay đây thì có hai ngôi mộ Nhưng mà bên đất người ta Còn cái vị trí đất mình thì Ngay mấy này đây Đây thì cục điện nhà nước chưa có vô Nhưng mà có một cái thì người ta người dân cũng có gắn đèn đường nào nữa nè và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay á là cái mảnh đất này nè chủ cắt ra bán cho anh chị mình tính từ mấy này nha anh chị nó mình đo dài qua bên kia là 9 78 và phía sau mình nở hậu ra là khoảng 12m50 và chiều sâu là 45 nha anh chị cho nên nó có tổng diện tích ước tính tầm khoảng 500m vuông nó tại phía sau mấy người mộ đó thì chủ cắt chủ gặp qua bên kia nha thành ra chủ bán phần bên đây là 500 trăm mét vuông nó là 480 triệu giờ đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình luôn nè mặt tiền của đất mình thì xây về hướng tây nam cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn nha còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang Thời gian đi tầm khoảng 15 phút khoảng cách chỉ có 8,5 km là tới nha anh chị. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 2 phút, khoảng cách là 61 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 18 phút, khoảng cách là 61 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào một đoạn để anh chị mình xem bên trong nha. Nói chung là cái phần mà cắt bán cho mình đó là trong đất mình đó là sạch đẹp không màu mã gì hết nha anh chị. Nó ngang là 9m78. Phía sau mình nó hậu ra 12 m mươi Và hai cạnh đi sâu điểm nhau là khoảng 45m nha. Cho nên tổng diện tích ước tính tầm khoảng 500 m vuông Đó, giá là 400 80 triệu à, anh chị thấy ha nó mình đi uh, 45m thì uh, mình qua cái uh, cái cây cặm ngang đó một tí xíu rồi nha anh chị nó là 45m thì uh, xung quanh đây thì nhà dân người ta cũng có nha bên đó có nhà người bên đó có nhà phía đó thì có hai, mấy ngôi mộ bên đây có hai ngôi mộ còn xung quanh đó nhà nhiều lắm nha đó, anh chị thấy ha đây thì đi vô tổng cũng nhà người ta cũng rất nhiều luôn kế bên mình nhà luôn nè nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này được, anh chị gặp chủ nói chuyện với chủ anh chị mua nha. Nó 500 m2 đất 480 triệu sát bên đường ô tô luôn. Từ ngay cái miếng đất mình ra tới đường ô tô đâu đó tầm khoảng 30 m là tới nha anh chị. Thì nói chung á thì đường mình đã xanh Thời gian nữa thì nếu có làm bự ra thì mình cũng vô một khúc à, Cũng ví dụ như một mét đi Để cho sau này nếu mà có bắt cầu luôn á Thì ô tô mới vào được nha Còn bây giờ thì chỉ là đường xe à, ba gác chạy thôi Nhưng mà được cái là mình gần đường ô tô à Nó đường ở à, đây thì đoạn đá xanh Vô trong kia thì đen Nó đi dài tổng thì cũng nhà nhiều lắm nha đó, Bên đó cũng nhà nữa kìa Vô đó có cái đường quẹo xuống nhà người ta nữa Nó thì à, 9m78 thì tới đây nhanh chị nửa cái clip nè theo cái đường ống này đi xuống nè nó xuống dưới đó đây ha rồi thì anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này thì anh chị cũng nên kết bạn zalo với em theo số điện thoại tên màn hình rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thử đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn nha nó chỉ có 480 triệu cho thử đất 500 mét vuông mặt tiền mình thì được 9 mét mấy gần 10 mét nha anh chị nó phía sau mình nở hậu rất là đẹp luôn chiều sâu là 45 sau này có làm lộ thì anh chị bỏ gan mét thì à, chiều sâu mình cũng vẫn còn là lý tưởng nha. rồi thì em lên nhanh clip này cho anh chị mình xem nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì alo cho em à, em dẫn anh chị mình đến xem. cái điểm mạnh của mình là sát bên đường ô tô mà giá này em thấy cũng rất là tuyệt vời rồi. rồi em xin chào anh chị hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo nha.